Thì Dương trân trọng chào đón quý vị và các bạn trở lại với tri thức mới. Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 1, Đài Loan đã tổ chức bầu cử Tổng thống và ông Lại Thanh Đức thuộc Đảng Dân Chủ Tiến Bộ là Phó Tổng thống Đài Loan đã đắc cử Tổng thống Đài Loan. Có những người nhìn nhận rằng việc ông Lại Thanh Đức đắc cử sẽ đẩy nhanh quá trình Trung Quốc thống nhất Đài Loan. Vậy thì khi ông Lại đắc cử như vậy, liệu chiến tranh có thật sự nổ ra hay không? vâng một năm qua chúng ta hiếm khi nghe thấy câu là đông thăng tây giáng tức là phương đông đi lên phương tây đi xuống nhưng trước đó vài năm đông thăng tây giáng là thuật ngữ được lãnh đạo trung quốc là ông tập cận bình liên tục nhắc đến trong suy nghĩ của ông tập khi nền kinh tế trung quốc tiếp tục tăng trưởng và sức mạnh quân sự không ngừng phát triển hoa kỳ thì chắc chắn là sẽ suy yếu và trung quốc có đủ sức mạnh quân sự để thống nhất đài loan bằng vũ lực tuy nhiên trong 2 năm qua đã phát sinh 3 sự kiện khiến cho ông tập cận bình nghi ngờ về sức mạnh của mình đầu tiên là cuộc chiến ở ukraine thứ hai là vấn đề tham nhũng trong lực lượng tên lửa thứ ba là sự tuyệt giao giữa trung quốc và hoa kỳ sau đại dịch cộng thêm nền kinh tế trung quốc lâm cảnh suy thoái cả hai điều đầu tiên khiến trong tập bất ngờ nhận ra rằng sức mạnh quân sự của trung quốc có thể không mạnh như tưởng tượng trước đó của ông trong khi điều thứ ba khiến cho ông nhận ra rằng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc chưa đủ để tách rời khỏi thế giới. Và hôm nay chúng ta sẽ phân tích tại sao ông Tập sẽ không khai chiến sau khi ông lại thành Đức đắc cử Tổng thống Đài Loan. Và chúng ta sẽ phân tích từ ba khía cạnh là chính trị, quân sự và kinh tế. Đài Loan không chủ động gây hấn, Bắc Kinh không có lý do gì để tấn công. Trước tiên hãy nói về chính trị. Sau khi ông Lại thành Đức đắc cử Tổng thống, ông đã tổ chức một cuộc họp báo và nói rõ rằng mình sẽ tuân thủ hệ thống hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc và duy trì hiện trạng mà không kiêu ngạo, không quỵ lụy. Nói cách khác là ông sẽ tiếp tục đường lối ngoại giao của nhà lãnh đạo tiền nhiệm là bà Thái Anh Văn và sẽ không mưu cầu độc lập. Như thế trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, ông Tập sẽ không có lý do gì để tấn công Đài Loan nói cách khác là chính phủ đài loan sẽ không thực hiện bất kỳ hành động đặc biệt nào để khiêu khích trung quốc nhưng có người có thể cho rằng trung quốc là một bên có quyền quyết định cuối cùng về việc có tấn công đài loan hay không nếu nó thực sự muốn tấn công bạn thì căn bản không phụ thuộc vào việc bạn làm gì hãy lấy một ví dụ là trong thế chiến thứ hai albania có làm điều gì quá đáng hay không câu trả lời là không nhưng ý vẫn nhất quyết phải chiếm albania Tiệp khắc có làm gì quá đáng hay không? Câu trả lời vẫn là không, nhưng Hitler vẫn muốn thôn tính tiệp khắc. Nói cách khác là Trung Quốc lấy việc Đài Loan đòi độc lập thực chất chỉ là một cái cớ và mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ chính bản thân Trung Quốc. Nếu ông Tập thực sự muốn đánh bạn, ông ta sẽ cho rằng tư thế quỳ của bạn là sai ngay cả khi bạn quỳ mọp trên mặt đất. Về mặt quân sự, Bắc Kinh chưa sẵn sàng tấn công Đài Loan, Tấn công Đài Loan là một quyết định quân sự, vậy nên khi bàn đến khía cạnh thứ hai của vấn đề này, chúng ta phải bàn từ góc độ quân sự. Nếu Trung Quốc muốn đánh chiếm Đài Loan, nghĩa là quân đội của họ phải đủ mạnh để vượt qua eo biển Đài Loan và cũng phải đủ mạnh để khai chiến với Mỹ, hoặc phải đủ mạnh để ngăn cản Mỹ tham gia xung đột ở eo biển Đài Loan. Vì vậy chúng ta thấy rằng sau khi ông Tập tổ chức lại quân đội một cách mạnh mẽ kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012, thì ông đã làm được 3 việc. Đầu tiên là loại bỏ tham nhũng trong quân đội. Kể từ sau khi ông tập nhậm chức, ông đã bắt giữ những con hổ lớn trong quân đội. Hai con hổ lớn nhất đều là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương là ông Quách Bá Hùng và ông Từ Tài Hậu. Điều thứ hai mà ông Tập đã làm chính là tiến hành cải cách quân sự. Năm 2016, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc cải cách quân sự lớn nhất kể từ khi thành lập chính quyền đến nay đổi quân khu thành chiến khu, đồng thời tổ chức lại quân sự từ sư đoàn thành lữ đoàn. Ông Tập hy vọng cải thiện việc hiện đại hóa quân đội thông qua cải tổ quân sự. Tất nhiên cũng có những cân nhắc về mặt chính trị khi làm như vậy, vì nó đòi hỏi phải phá bỏ những phe phái của các nhà lãnh đạo quân sự tiền nhiệm. Và điều thứ ba là đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí, trang bị. Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh được mua từ Ukraine. Việc đóng tàu sân bay sản xuất trong nước đầu tiên là tàu Sơn Đông, bắt đầu từ năm 2013 và con tàu đã đi vào hoạt động năm 2019, tất cả đều trong nhiệm kỳ của ông Tập. Tàu sân bay thứ ba là tàu Phúc Kiến, được hạ thủy vào năm 2022 và vẫn còn một thời gian nữa mới đi vào hoạt động. Hàng chục tàu khu trục Type 055 và tàu khu trục Type 052 đã được đóng trong 10 năm qua chống tham nhũng, cải cách quân đội và phát triển vũ khí. Ba điều này chắc chắn sẽ nâng cao niềm tin tích cực của ông Tập trong việc thống nhất Đài Loan bằng quân sự. Tác động của chiến tranh Nga-Ukraine Nhưng cuộc chiến Nga-Ukraine năm 2022 ít nhiều đã làm thay đổi suy nghĩ của ông Tập. Vì như tờ Financial Times, nước Anh có đưa tin rằng bà Hillary Clinton nói rằng bà dự đoán ông Tập sẽ có hành động chống lại Đài Loan trong vòng 3 đến 4 năm sau khi ông ta củng cố được quyền lực, bà Clinton sau đó đã nói thêm rằng tôi nghĩ Ukraine đã thực sự cản trở tiến trình này. Theo tôi, những gì xảy ra ở Ukraine đã có tác động đáng kể đến nhà lãnh đạo Trung Quốc. Vương Nga đã xâm lược Ukraine. Cuộc chiến này đến nay đã kéo dài hơn 2 năm và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nga không có bất kỳ lợi thế nào trên chiến trường. Xoáy hạm Moskva của hạm đội Biển Đen bị đánh chìm. Tàu chiến neo đậu trong cảng có thể bị tên lửa chống hạm của Ukraine tiêu diệt. Trên đất liền, ở khu vực Kupiansk đã bị Ukraine đánh không kịp trở tay, rồi vội vã rút lui khỏi thành phố Kherson phía nam. Hiện tại, tiền tuyến của hai bên đang rằng co ở khu vực Zaporizhia ở sông Dnipro. Xét về sức mạnh quân sự trên giấy tờ, thì Nga không hề thua kém Trung Quốc. Sức mạnh quân sự của Đài Loan chắc chắn phải mạnh hơn Ukraine. Nga đã bị Ukraine đánh cho thành bộ dạng như vậy. Nếu Trung Quốc thực sự xâm lược Đài Loan, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Cuộc chiến ở Ukraine chính là một tấm gương sơ sơ ngay trước mặt. Bộ ông Tập phải suy nghĩ xem sức mạnh quân sự của mình rốt cuộc có mạnh như tuyên bố hay không. Và điều thứ hai khiến cho ông Tập nghi ngờ về cuộc chiến Ukraine là hoạt động tình báo của Trung Quốc. Trước cuộc chiến ở Ukraine, truyền thông phương Tây đưa tin Trung Quốc thực ra là từ sớm biết về kế hoạch tấn công Ukraine của Nga, đặc biệt là trong Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Ông Putin và ông Tập đã gặp nhau và tuyên bố rằng không có giới hạn trong sự hợp tác giữa hai bên. Khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Đại sứ quán Trung Quốc thậm chí còn không công bố bất kỳ kế hoạch sơ tán nào đối với công dân nước mình. Chúng ta hãy xem báo cáo này. Khi bắt đầu cuộc chiến, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine thậm chí còn nhắc nhở người dân Trung Quốc rằng họ có thể treo cờ Trung Quốc trên ô tô của mình việc đưa ra thông báo như vậy trong thời kỳ chiến tranh có phải là bất bình thường hay không? tại sao chiến tranh bùng nổ mà chính phủ Trung Quốc mau chóng không, không sơ tán công dân của nước mình? và việc treo cờ của Trung Quốc có thể giúp bạn an toàn hay không? rõ ràng là các nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc tin rằng nga sẽ sớm kiểm soát được khu vực Ukraine và mối quan hệ giữa nga và Trung Quốc vốn đã rất thắm thiết. nếu cắm cờ Trung Quốc vào lúc này, binh lính nga chắc chắn sẽ không dám làm gì bạn. Thế thì vấn đề đã đến rồi. Kể từ khi các cơ quan tình báo và quân đội cấp cao của Trung Quốc đều đưa ra kết luận rằng Nga có thể nhanh chóng chiếm lấy Ukraine, họ đã bị thực tế và một cái vào mặt rất phũ phàng. Vậy thì ông Tập đương nhiên là có lý do để nghi ngờ năng lực của bộ phận an ninh tình báo. Lúc đầu, ông cho rằng Nga có thể chiếm cứ Ukraine chỉ trong 3 ngày. Nhưng bây giờ, cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa kết thúc. Các ông nói với tôi rằng có thể xâm chiếm Đài Loan chỉ trong một tuần. Thế thì kết quả rốt cuộc là có phải như vậy không? E rằng trong tâm ông Tập đã phải đặt ra một dấu hỏi rất lớn. Tham nhũng trong lực lượng tên lửa Sau đó có một chuyện khác lại xảy đến khiến cho sự nghi ngờ của ông Tập càng ngày càng sâu sắc hơn. Đó là vấn đề tham nhũng trong lực lượng tên lửa. Kể từ năm ngoái, ông Tập đã tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô lớn đối với các quan chức hàng đầu của lực lượng tên lửa, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, tư lệnh lực lượng tên lửa Lý Ngọc Siêu, cùng nhiều tướng lĩnh khác đều lần lượt ngã ngựa. Đến đây, tờ Bloomberg đưa tin rằng lực lượng tên lửa có vấn đề tham nhũng lâu dài và nghiêm trọng, ví như bên trong tên lửa đạn đạo thường đổ đầy nước chứ không phải là nhiên liệu một số nắp hầm chứa tên lửa không thể mở ra một cách an toàn trong thời chiến vì chúng quá nặng nhìn bề ngoài thì đây là nạn tham nhũng trong lực lượng tên lửa nhưng thực chất nó là vấn đề tham nhũng trong toàn bộ hệ thống quân sự của trung quốc có đúng là chỉ có lực lượng tên lửa mới có vấn đề còn lục quân không quân hải quân thì lại hoàn toàn trong sạch hay không tất cả đều bắt nguồn từ cùng một hệ thống và hôm nay anh là sĩ quan ở đây nhưng ngày mai anh có thể được điều sang quân chủng khác. Ví dụ rõ ràng nhất là ông Hồ Vấn Minh, chủ tịch tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc. Ông Hồ Vấn Minh được biết đến là cha đẻ của tàu sân bay, sản xuất trong nước đầu tiên của Trung Quốc. Ông là tổng tư lệnh nghiên cứu và phát triển tàu sân bay Sơn Đông và bị kết án 13 năm tù vào tháng 12 năm 2023. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân cũng bởi ông ta đã dính dáng quá nhiều vụ bê bối bao gồm mua quan bán chức, tham nhũng và hối lộ. Theo tin tức chính thức của Trung Quốc, ông Hồ đã tham ô khoảng hơn 50 triệu nhân dân tệ. Con số cụ thể có thể còn cao hơn, hàng trăm triệu nhân dân tệ cũng không phải là vấn đề. Trước khi xảy ra chuyện này, ông Hồ Vấn Minh là chủ tịch tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc. Nhưng kỳ thực, ông ta xuất thân từ hệ thống không quân và cũng là phó tổng giám đốc phụ trách vũ khí của quân đội Nói cách khác, người như vậy đã từng nắm giữ chức vụ quan trọng trong các công ty thiết bị hải quân, lục quân, không quân. Và nếu nhân vật chủ chốt tham nhũng đến mức như vậy, thì liệu người dưới quyền có thể trong sạch được hay không? Có thể tưởng tượng ra chất lượng sản phẩm của toàn bộ ngành công nghiệp vũ khí và thiết bị Trung Quốc đã tệ đến mức như thế nào? Vâng, vũ khí trang bị của quân đội nhìn bề ngoài có thể đẹp đẽ, nhưng liệu chúng có thể làm nên cơm nên cháo hay không thì lại là một vấn đề khác. Ví dụ vào năm 2020 khi Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ ở biên giới Tây Tạng, có tin đồn rằng xe đặc chủng CSK 181 do tập đoàn Đông Phong phát triển vào thời điểm đó có vấn đề về chất lượng. Họ đã bí mật thay thế thép đặc biệt bằng thép thông thường, khiến cho xe đặc chủng CSK 181 này có vấn đề ở Tây Tạng. Vụ việc này cho đến nay vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, sau khi tin đồn lan truyền những người có liên quan phụ trách của tập đoàn Đông Phong quả thực đã lần lượt bị điều tra. Ví như ông Chu Vượng Sinh, bí thư Đảng ủy kiêm phó tổng giám đốc bộ phận thiết bị đặc chủng Đông Phong và ông Trần Kiến Hiền, phó kỹ sư trưởng bộ phận thiết bị đã lần lượt bị điều tra và kết án. Điều này cho thấy chất lượng của xe đặc chủng CSK181 ít nhiều có vấn đề. Vì vậy, trong vấn đề chất lượng trang bị của quân đội Trung Quốc chúng ta mới chỉ nhìn thấy một cái phần nổi của tảng băng chìm. Những vấn đề này nếu không đánh trận thì không thể nhìn ra. Cũng giống như Nga, nếu không đánh Ukraine, họ nói họ đứng thứ hai trên thế giới và mọi người đều cho rằng Nga có lý. Bây giờ nhắc đến vũ khí của Nga thì chắc hẳn là không còn nhiều người tin tưởng được nữa. Các vấn đề của Nga về biểu hiện thì cũng giống hệt như là Trung Quốc. Và ngay cả khi ông Tập có thể thay thế tất cả những nhà lãnh đạo này trong một thời gian ngắn, thì việc định hình lại hiệu quả chiến đấu của quân đội và tái sản xuất các thiết bị đủ tiêu chuẩn e rằng không chỉ là một vấn đề có thể giải quyết trong 2 hoặc 3 năm. Quan trọng hơn là đây không phải là lần đầu tiên mà ông Tập cố gắng nhổ tận gốc vấn đề nạn tham nhũng trong quân đội. Vâng, ông Tập bắt đầu thanh trừng tham nhũng trong quân đội ngay từ khi mới lên nắm quyền vì như hai cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương là ông Quách Bá Hùng và ông Từ Tài Hậu đã bị cách chức vì tội tham nhũng. Các lãnh đạo quân sự hàng đầu hiện nay đều do đích thân ông Tập lựa chọn. Nói cách khác, ông Tập đã dành 12 năm cố gắng xóa bỏ nạn tham nhũng trong quân đội, chỉ để nhận ra rằng những người thay thế sau đó vẫn tham nhũng y chang như là những người trước. Điều này chứng tỏ rằng có những vấn đề lớn trong toàn bộ hệ thống quân sự của Trung Quốc và dù ông ta có thay thế ai thì cũng sẽ như vậy. Mỹ hỗ trợ Đài Loan Thưa quý vị, điều quan trọng nhất là Đài Loan được Hoa Kỳ hỗ trợ. Trong vài năm qua, Tổng thống Mỹ là Joe Biden đã bốn lần công khai tuyên bố rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Hoa Kỳ chắc chắn sẽ cử quân đến giúp đỡ. Vào tháng 1 năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đã tiến hành mô phỏng chiến tranh rất chi tiết tiến hành 24 kịch bản mô phỏng. Trong số 24 kịch bản mô phỏng, Hoa Kỳ đã giành chiến thắng trong 22 kịch bản. Nói cách khác là nếu Mỹ quyết tâm xuất quân thì Trung Quốc sẽ phải đối mặt với rủi ro vô cùng lớn trong việc tấn công Đài Loan. Về mặt quân sự, về mặt quân sự thì Trung Quốc chưa sẵn sàng tấn công Đài Loan, cũng chưa sẵn sàng xung đột với Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương. Vì vậy, dù ai lên nắm quyền trong cuộc bầu cử ở Đài Loan thì cũng sẽ không có chiến tranh. Kinh tế Trung Quốc đang suy thoái. Và cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào khía cạnh kinh tế. Trang Bloomberg mới đây đưa ra báo cáo cho biết, nếu chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan, thế giới sẽ phải trả giá 10.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 10% GDP toàn cầu. Theo báo cáo, GDP của Đài Loan sẽ chiếm 40% GDP của Trung Quốc sẽ giảm 16,7% trong năm đầu tiên và GDP của Hoa Kỳ sẽ giảm 6,7%. Nói cách khác, nếu chiến tranh tiếp tục nổ ra trên eo biển Đài Loan, thì thiệt hại đối với Đài Loan sẽ vô cùng to lớn và thiệt hại đối với nền kinh tế Trung Quốc cũng sẽ rất lớn, đặc biệt là khi hoạt động xuất nhập khẩu của toàn bộ hàng hóa sẽ hoàn toàn bị đình trệ. Trong hai năm qua, ông Tập đã nhấn mạnh đến cái gọi là tuần hoàn kinh tế nội bộ. Điều này ít nhiều cho thấy có sự chuẩn bị cho chiến tranh nhưng trong một năm qua, chúng ta hiếm khi nghe đến thuật ngữ tuần hoàn kinh tế nội bộ nữa. Điều này cũng có thể là do các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc nhận thấy rằng nếu nền kinh tế Trung Quốc tách rời khỏi thế giới, cũng sẽ là một đòn chí mạng đối với chính họ. Gần đây, Trung Quốc đã cử người được gọi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến thăm Hoa Kỳ, và ông này đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác và mong muốn chung sống hòa bình với Hoa Kỳ. Nhìn chung nếu Trung Quốc cố gắng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột quân sự với Hoa Kỳ. Điều này sẽ có tác động cực kỳ tiêu cực đến Trung Quốc về mặt quân sự và kinh tế. Ở giai đoạn này, chính quyền Bắc Kinh về mặt kinh tế hoặc quân sự đều chưa sẵn sàng cho việc này. Hai năm trước, ông Tập có thể đã tin rằng quân đội và nền kinh tế Trung Quốc của ông đã sẵn sàng cho điều này. Nhưng những sự kiện xảy ra trong hai năm qua, từ cuộc chiến ở Ukraine đến tham nhũng trong quân đội, và suy thoái kinh tế trong một năm vừa qua đã khiến ông ta nhận ra rằng hiện giờ không phải là lúc để đối đầu với Mỹ. Năm ngoái trong chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Pelosi đến Đài Loan, truyền thông Trung Quốc đã cao giọng rằng chỉ cần máy bay đặc biệt của bà Pelosi dám hạ cánh thì chính là thời điểm đánh chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Nhưng bà Pelosi đã đến, còn quân đội Trung Quốc thì ở đâu? Cựu tổng biên tập thời báo Hoàn Cầu là ông Hồ Tích Tiến, từng nói rằng quân đội Mỹ đến Đài Loan là ngày bắt đầu cuộc chiến chống Đài Loan. Do đó, tờ Wall Street Journal đã nhiều lần tin rằng quân đội Hoa Kỳ đã đến Đài Loan để hỗ trợ quân đội hòn đảo này huấn luyện, nhưng lại chẳng thấy quân đội Trung Quốc ở đâu. Gần đây, truyền thông Trung Quốc nói rằng nếu ông lại thanh đức đắc cử, cuộc chiến tại eo biển Đài Loan sẽ nổ ra. Và sự thật như thế nào thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng hãy đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên quý vị theo dõi các video xin chào và hẹn gặp lại